Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Hôm nay mình sẽ làm một video review để cho các bạn xem tác dụng của việc lên hai món hoàng kim thì nó sẽ có tác dụng như thế nào. Hiện tại thì mình đã chế được một cái nón hiếm và một cái đai hiếm bậc 6, và cấp hiện tại của mình là 114, nghĩa là cấp 11 hit đó. Thì với 11 hit thì lên hai món bậc 6 thì nó sẽ có lợi hay không, thì mời các bạn sẽ xem cái video sau. Đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn là một cái đồ phụ nón và một cái đồ phụ đai, và thêm vào đó là 48 cái hỏa thị binh để mình tiến hóa hai món hoàng kim này. Rồi bây giờ mình sẽ giám định hai món này, sẽ giám định cái nón và cái đai. Giám định thường mà cũng ra ghê nhỉ. Rồi mình sẽ bắt đầu mình trang bị. Trang bị nó vào trước đã. Các bạn thấy không, ở đồ bậc 6 thì chúng ta chỉ được khảm tối đa là 5 viên đá hồn. Nhưng khi chúng ta đã khảm được 7 viên đá hồn ở đồ trang bị bậc 10 rồi, thì khi mà chúng ta gắn cái trang bị bậc 6 vào thì nó vẫn tính cho mình là 7 viên đá hồn, rất là có lợi đúng không ạ? Chứ các bạn mà sử dụng đồ hoàng kim ở bậc 6 á, thì bắt buộc chúng ta phải tiến hóa lên những cái món đồ bậc 7, bậc 8 thì chúng ta mới có thể khảm được nhiều hơn 5 viên đá hồn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hóa các cái trang bị hoàng kim của mình. Mình sẽ bắt đầu tiến hóa cái nón trước, 24 cái hoàng thị binh cho trang bị bậc 6. Tiếp theo là mình sẽ tiến hóa lên cây đai. Sau khi tiến hóa thì mình sẽ bắt đầu mình tẩy luyện các cái dòng trang, các cái dòng thuộc tính từ trang bị bậc 10 xuống trang bị hoàng kim bậc 6. Điều này hoàn toàn là hợp lý. Các cái dòng thuộc tính của trang bị bậc 10 các bạn đều tẩy xuống được hết, do đó các bạn cứ yên tâm. Sau này các bạn chế những trang bị bậc 11, 12 thì các bạn cũng tẩy thử xuống từng từng nhé. Đó là cái lợi của việc lên những món hoàng kim như thế này. Theo là mình tẩy luyện đến cái đai. Còn về việc tẩy luyện trang bị những dòng thuộc tính như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất cho nhân vật của mình, thì mình sẽ có những cái video để giới thiệu cho các bạn ở những video sau. Còn bây giờ video hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn về việc lên hai món hoàng kim thì sẽ nó có lợi như thế nào thôi. Rồi mình đã tính luyện xong hai món hoàng kim, thì bây giờ mình sẽ xem cái sinh lực và cái lực chiến mình lên như thế nào. Như vậy thì mình đã lên được khoảng gần 40k lực chiến và khoảng 18k máu khi lên hai trang bị hoàng kim bậc 6. Rất là có lợi luôn các bạn. Chúng ta lên hoàng kim bậc 6 lúc này chúng ta có thể sử dụng được 7 viên đá hồn. Rồi video của mình đến đây là hết. Nếu cảm thấy video hay và có ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh để nhận được những video trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
下星星收拾着不负责任的结局。是谁把天空撕裂出星星的伤？